Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của mình Kênh của mình chia sẻ những kinh nghiệm lập trình gia công file CNC Trên phần mềm trong Thì đây là cái bài chia sẻ đầu tiên của mình ở trên kênh Mình rất mong được sự ủng hộ và quan tâm của các bạn Mình xin tự giới thiệu Mình là Nguyễn Văn Thuật Hiện tại thì mình đang làm ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn lập trình gia công khoan lỗ một cái sản phẩm như thế này thì đầu tiên mình sẽ chọn cho nó cái gốc tọa độ mình chọn ở giữa và cái điểm cao nhất nha các bạn nhấn ok tiếp đó mình sẽ chuyển qua môi trường gia công các bạn vào file tu là c thì qua đây thì các bạn cứ chọn cái đầu tiên cho mình có nghĩa là mình sẽ chọn cái gốc tọa độ mà lúc nãy mình lấy ở bên kia. Rồi các bạn nhấn ok. Tiếp đó, mình sẽ tạo cái dụng cụ cắt. Thì ở đây mình sẽ khoan bốn lỗ phi 9 và bốn lỗ phi 12. Thì mình sẽ tạo cái cái khoan 9 đi trước. Để tạo mới thì các bạn nhấn vào cái đầu tiên này tạo mới để xóa thì các bạn nhấn vào cái thứ hai còn cái thứ tư này là cái thư viện nó có sẵn thì thường thì mình sẽ không có dùng cái thư viện này mình sẽ tạo cái thư viện riêng của riêng mình thì bây giờ mình sẽ tạo cái cái khoan phi chín đây các bạn chọn Drill các bạn. Đây là khoan 9. T14. Chiều dài 50. Đây các bạn, đây 14. T nào thì hạt đó. Cái này phi 9. Chiều dài 50. Cái này thì các bạn chọn 30 là được. Giờ mình sẽ làm thêm một cây khoan 12 nữa Các bạn tạo mới thôi Các bạn sửa lại Cái này mình để 15 cái này mình để 12 Đường kính 12 nha các bạn Rồi xong Tiếp đó Mình sẽ chọn cho nó cái mặt phẳng an toàn Tương phát mình để mặc định 50 nha các bạn rồi tiếp đó mình sẽ vào gia công các bạn nhấn vào đây thì nó xuất hiện ra cái bảng như thế này thì mình sẽ chọn drill các bạn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái kiểu khoan mà mình hay dùng cái kiểu đầu tiên là cái kiểu số 1 này cái kiểu thứ hai là cái kiểu đẹp hoppack này thì hai cái này nó khác nhau như thế nào thì chút xíu nữa mình sẽ giải thích thì cái nỗ khoan 9 đi này, này mình sẽ khoan cái kiểu đầu tiên còn cái lỗ 12 này mình sẽ khoan cái kiểu thứ hai rồi mình sẽ bot chương trình cho các bạn coi nó khác nhau ở chỗ nào. Thì mình sẽ chọn cái điểm mà cần khoan. Các bạn nhấn chuột giữa. Các bạn chọn mũi khoan như các bạn. Khoan 9. Rồi tới, cái thứ ba Thì đây là cái kiểu đầu tiên mà mình đã nói Còn ở dưới này Là cái chiều sâu Mà mình muốn khoan Thì mình đo cái sản phẩm này Đó là 24mm Thì mình sẽ cho nó khoan sâu 30 Ở dưới này Các bạn cứ chọn 50 là được Thế Tiếp theo qua bên này thì đây là cái tốc độ của trục chính thì mình để 1000 cái thứ hai là cái bước tiến F mình sẽ để là 100 rồi mình sẽ cho nó chạy nha các bạn tiếp theo mình sẽ khoan cái lỗ phim 12 các bạn copy ra thôi các bạn chọn những cái lỗ mà mình cần khoan gì xét đi Ok. Nhớ chọn mức khoan nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ khoan cái kiểu số 2 này. Thì nó chỉ khác nhau ở chỗ này nha các bạn. Mình để 5. Các bạn để 5, để 6, để 7 thì, thì tùy. 30 ở dưới này thì cũng giống thôi, không có gì khác ạ. Rồi, mình sẽ chạy thì hai kiểu này nó khác nhau như thế nào cái kiểu này người ta hay thường gọi là khoan bẻ phôi các bạn cứ nghĩa là nó khoan xuống 5 mm nó sẽ rút khoan lên rồi nó khoan tiếp cho tới khi đủ cái chiều sâu 30 thì nó sẽ chuyển sang cái lỗ khác còn cái còn cái kéo bên này nó sẽ khoan từ trên xuống dưới luôn nó không có nhấc khoan lên giống như bên kia thì nó chỉ, chỉ có khác nhau ở chỗ đó thôi thì bây giờ mình sẽ bót chương trình ra cho các bạn coi cái kéo đầu tiên thì lúc bót chương trình này, nó sẽ là G81 Đó, cái này G81 thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bót cái kiểu số 2. Thì nó, nó sẽ là G83 nha các bạn. Thì nó chỉ khác nhau cái Q5 lúc nãy mà mình nói sẽ khác nhau giữa hai kiểu đó. Nó khác nhau ở chỗ này thôi. Thì thường thì những cái lỗ sâu và lớn thì người ta sẽ dùng G83 thì nó sẽ hiệu quả hơn như vậy mình đã chia sẻ cho các bạn hai cái kiểu khoan mà mình hay dùng ở bài sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn lập trình gia công taro thì bài chia sẻ của mình hôm nay xin được tạm dừng tại đây nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt like một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để kênh của mình nó phát triển hơn và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài chia sẻ lần sau.